Vậy là độ sâu của ghế ngồi ảnh hưởng đến tư thế ngồi của trẻ đúng không ạ? Vâng. Nếu một đứa trẻ nhỏ ngồi trên ghế ô tô được thiết kế cho người lớn, đứa trẻ không thể co chân quanh mặt trước của ghế. Điều đó có nghĩa là chân của chúng sẽ trùng xuống và do đó dây đai dưới sẽ khó cố định qua phần bụng và phần đai trên cũng trượt qua cổ. Từ đó dễ xảy ra những thương tích khủng khiếp. Chúng ta cần dây an toàn vòng qua vai, ngực và hông. Người bạn này của tôi sẽ giúp chúng ta hiểu chính xác những lợi ích mà dây an toàn cần đạt được. Chúng ta cần những phần xương chắc khỏe của cơ thể ở đúng vị trí. Chúng ta cần xương vai, xương ức và hãy nhìn vào phần xương hông này xem. Chúng rất lớn và đây mới chính là sức mạnh mà chúng ta cần để phân bổ lực ra khỏi những cơ quan nội tạng quý giá kia và bảo vệ trẻ. Khi xảy ra va chạm, dây đai dưới đập vào phần bụng, truyền toàn bộ lực và va chạm cho đến khi chạm đến cột sống, khiến tại đây xảy ra chấn thương cột sống. Dây đai trên được cố định không hợp lý khi trượt qua cổ sẽ gây ra chấn thương cổ và dễ dẫn đến tử vong, cùng với các chấn thương ở cột sống, khí quản và các mạch máu lớn lên não. Đây là những chấn thương khủng khiếp, tất cả chỉ vì dây an toàn không đúng kích thước với cơ thể của trẻ.